cái phim gì vậy? Em mà mất vía lại phải đi đón vía đấy đi. Mày không biết đàn bà. Mày tắm cho kém chị. Chiều này trận 2 đá căng. 30 đá luôn mà. Tí mà. Thua. Đứa này cứ ở nhà lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng bên dương ngôn đi, cái đường kia đứng bên ngôn đấy. Mày cua hạn mình của này anh. Mày hạn mình bị. Đi đưa cao để mày về. Đứa này lại tay đứa. Mày ăn hai cái vàng rồi. Cô ăn đấy, hôm nãy đấy. Mày ăn hai cái vàng. Hai nó không vào. Chưa có vào, nó không vào. Hoa sơn cầu thủ. Hoa sơn cầu thủ. Hoa sơn cầu thủ. Hoa sơn cầu thủ. Thank you.
nó mặc màn nó ngủ ở dưới này thì mấy giờ rồi còn đâu nữa này. Toàn chơi bóng bằng tay à? Đây nó có chơi cố tình đâu. Ê, bán kết nó phải như thế. Cái đứa bé bé số 10 phải lên trên đi. Hết rồi.
phạt đấy. Nhưng mà mày nói là cấp 9 hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầu thủ chúng ta cần cố gắng hơn nữa. Bé cũng đứng hơi lui lên để nó em thủ môn Mỹ Minh đứng lui lên, môn nó sẽ đẹp lại. Nghĩ nhá, con chủ động có nghĩa là tốt toàn nhất tranh. Không được. Quên bây giờ em vào tí nó thành loạn đấy. Cái nước chai này này với ấy đâu, còn cái này là không tưởng được được cái này cái cảm người đá cửa đá ra cho chắc chắn là mày đá bóng đi là hậu vệ nó thay thay cái kia thì thay sau cũng được, nhưng mà cái tấm vào là phải rồi. Tấm rồi thay nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi thế. Kịp đâu. Quả đi chạy đéo chạy. Mày đâu quả đấy. Ôi nhiều nhau quá. Thu đi. Mưa to lắm. Cao nữa, bóng xuống đến nơi thì các bạn mẹ lên rồi. Cao cao nhất nữa. Tiếp tục vào. Đang chưa. Chị đang thẳng cứ phá bóng ra thế mới được. Giữ rồi, bây giờ làm sao giữ được. Này. Như đấy có đi. Cứ đá bóng xuống ấy giờ cuối giờ. Mẹ Trần. Đang có gì? Ở đâu?
đang đâu đang chuẩn bị mở rồi. Đúng người sang môn cứu rồi đấy, đúng một tí nữa là đã xong rồi. Anh chị ngồi chỗ đếm bóng. Đứng chân như là chúng ta. Đếm vừa đá bóng chưa? Số 4 đi vào trong kia đi. Mọc yếu lắm rồi, đau chân quá. Đá bóng có lực thế nào hả? Có đúng rồi. Đấy mà cái bà kia không tranh cả đi. Mình không. Này. Đấy mà việc thì hết bà thì cũng là mình đối diện với mình luôn đó.
Mời
này không được. Cũng 9:25 là hết. Thu đi! Thu đi! Thu từ trên nhả xuống. 9:25 là hết. Đừng ngọt đâu, lọt qua hậu vệ đấy, đúng là xong rồi. Cứ này, cứ lạnh 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 cái đứa số 4 này. Cứ này từ nãy biết được quả bóng là nên hồn không? Vào cho đủ người. Thay đứa thay đấy thì ra vào thua luôn thôi. Mấy đứa kia nè. Nó đá đứng ở đâu? Nó đứng không đây. Tao trong bây giờ mà thay bắt bà bây giờ ra đâu vào hết. Lên hết rồi nha. Người ơi. Mình gặp cái gì mà không được.